Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình lại quay cho các bạn về vải không hạt đây. Hôm trước thì mình có quay cho các bạn đấy là vải không hạt của mình mới về và mới xuống công. Và bầu là bầu trắng. Thế nhưng mà bây giờ mình đã cho hết vào bầu đen như thế này rồi. Đó, rất là ổn định rồi nhá. Nhà mình rất là nhiều vải. Vải không hạt. Vải không hạt này thì năng suất sẽ cao hơn so với vải thiều. Nhưng hình dạng bên ngoài của quả thì nó không khác gì vải thiều. Nó chỉ khác ở đây là thứ nhất là không có hạt, hạt đã hoàn toàn tiêu biến, cùi rất là dày, ăn rất là ngon và năng suất rất là cao. Hiện tại thì bên mình đang bán với số lượng rất là nhiều như thế này, thì bạn nào có nhu cầu mua sỉ hay mua lẻ thì liên hệ trực tiếp với bên vườn mình nhé. Số điện thoại thì mình để ở trên bài đăng rồi. Địa chỉ mình ở khu 31 ha phố Nguyễn Mậu Tài, thị trấn Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Vải không hạt. Cây hiện tại cây giống cao đầu tầm khoảng 80 đến 90 phân rồi. Đấy là đối với cây giống. Bên mình hiện tại bán lẻ dưới 10 cây là 150.000 một cây. Còn nếu dưới 5 cây thì là 170.000 một cây. Còn mua sỉ thì các bạn giá nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Mua từ 100 cây đổ lên thì giá là dao động từ 80.000 một cây nhé. Còn nếu mua nhiều hơn thì liên hệ trực tiếp với số điện thoại của mình. Hiện tại thì ở mình đang có hai web chính, các bạn có thể vào tham khảo, đó chính là hocviennongnghiep.com và viencaytrongtrungương.com. Hôm nay mình quay một video ngắn cho các bạn về vải như thế này thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé.